ly cho đến 36 ly ha. Đó, máy tầm trung giá rẻ từ 1,2 triệu à. Bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Có là Tanaka nè. Đó, nhiều dòng máy đó, em quay sơ với khách nhìn giùm em nha. Đó. Rồi TG 28 nè. Rồi Kawasaki nè. Magu 30 nè, tâm gầy đó mình xịt thoải mái luôn. Echo 265 trợ lực nữa nè. Rồi một con Singapore luôn như trong thùng luôn ha, thiếu cái thùng nữa thôi. Stein, Sinawa. Đó. Bây giờ em sẽ test nổ từng cây máy cho quý khách coi thử nha. Nghe Tanaka trước. Máy chạy khỏe mà lại đẹp ha. Cây thứ hai là cây Green. Dòng máy chưa trắng nha. Cái thứ ba là Gobin. Đâu chưa à?
cái cuối cùng không làm mà thất vọng khán giả. Rồi ai thấy cái like này mà nổ ra rồi nghe ngon ngon lúc nửa đêm thì nhớ cho em xin cái nút đăng ký nha, đăng ký giùm em cái cho em tăng lượt đăng ký luôn khách em vậy đó, xuống quá trời xuống rồi. Rồi số điện thoại liên hệ bên em là 0858256356, cửa hàng Thành Hợp nha quý khách ha, để gặp em trực tiếp và nhanh nhất, và Zalo của em cũng là số đó luôn. Hôm nay em lên lô N nha, N cây đầu tiên là N 31 ly, hai cây này 1,2 triệu, bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận. Ga nằm đây ha, công tắc đây, công tắc này là công tắc nó sẽ tự bật nha quý khách. Rồi trắng cỏ ghim luôn đó, chế ghim nha quý khách ha, chế ghim len này len đỏ tự động nè, len gió tự động luôn, tung liền nha đó, hình xăng cực kỳ mới và đẹp luôn, 22cc nha quý khách ha, máy móc còn rất là đẹp, chỉ thiếu cái thùng thôi, lốc còn rất là trắng và sáng luôn ha đó. Đó, đây. 1,2 triệu bao ship, bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận, 5 món đi kèm nha quý khách ha, phát cỏ là bao phê luôn, gọn nhẹ mà máy cực kỳ đẹp chắc sáng. N1 nha, N2 N2 30 ly, cây này 1,3 triệu nha quý khách ha, green kêu rít dòng e chua trắng nha. Đây bảo vệ bình xăng mình nè, ôm cái bình xăng luôn ha. Đó, chế này em đã lên chế mới nha quý khách ha. Rồi tum này tum liền 320cc 30 ly. Cái cây này đặc biệt là cái gì, dành cho những cái anh nào mà chiều cao khiêm tốn đó, là 1m rưỡi, 1m51, 1m52 gì như em nè đó, thì mình lấy cái cây này nha. Cây này cái lát nó rất là nhìn rất là đã luôn quý khách ơi đó, những quý khách nào mà chiều cao khiêm tốn rồi cái này ga nhôm nha, cùi đây quá này, chạy các bạn em 1,3 triệu thôi, bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận đó ha. Em có quay sơ cái cây lắp đó, cây bé sơ sinh nhìn rất là đã. Cho anh Chiến tôi nó quơ được nít không, nít quơ được hả, nè hết in da ban cho mình luôn, nó còn trắng sáng rất là đẹp ha. N2 1,3 triệu, N3 là một cây Rubin 22cc 31 ly, cây này 1,4 triệu nha, tum nhôm nha quý khách ha, đầu chùa đó. Máy này chạy cực kỳ khỏe luôn nha quý khách ha, công tắc nằm đây chạy rất là khỏe luôn. Rồi đó, ai lấy con này thì inbox giùm em N3 ha, N3 1,4 triệu, bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận. Rồi N5 là một cây Magu 20 đầu vuông màu đỏ nha ha, màu mè đó, đây tum rời đấu mình xịt được luôn, Magu Yama 30 ly, 1,4 triệu. N4 nha quý khách ha, láp còn trắng sáng luôn, trắng cỡ ghim luôn. Nó bị chạy sơ đây xíu nha, mát rất là đẹp, đầu vuông chạy rất ổn định nha quý khách ha. Đó, nãy em có test nổ đây cho quý khách xem, quý khách nào mà muốn mà mua hàng mà test nổ lại xem như thế nào thì mình có thể là qua Zalo kết bạn với em là 0858256356 nha quý khách ha, để có thể là xem chi tiết hơn. Và nhớ là hàng mà khi mà em báo giá ở đây là em đã bao ship tới nhà hết rồi nha quý khách ha, được kiểm tra hàng trước khi nhận, đồng thời em có ship cốt toàn quốc nha quý khách ha, ship toàn quốc cho mình luôn, cho nên nhiều quý khách cứ lên hỏi có bán tỉnh này tỉnh kia rồi không, có nha quý khách ha. Rồi N5 32 ly, 1,5 triệu nha quý khách ha, 1,5 triệu, cái này còn rất là đẹp nha, 24cc Isaki hay gọi là Kawasaki đó. Đó, cái này là chế ghim nha quý khách ha, chế ghim luôn, bình xăng ghim hết ha. Đó, cái này phát cỏ là xuất sắc luôn nha, còn rất là đẹp, độ trắng sáng trên 90%. Cái này là cái lốc nó có dập mát in Japan luôn nha quý khách ha, dập bên hông chỗ này nè, dập bên hông này nè đó, mát in Japan luôn. Mình kiểm tra hàng có đúng như em nói không ha, không đúng có quyền không nhận hàng ha. 1,5 triệu nha, công tắc nằm ở đây đó, ra giữ đó. Rồi cái tới là N6 là một cây kêu gít echo 209 ha, cái này anh mới lên chế mới nè, chế mới nhà nổ cho mình đó. Cái này là một tay cầm nha đó, một tay cầm mở cầm từ đây qua đây ha. N6 đặc biệt là ga nằm ở đây đó, ga nằm ở đây trắng cổ ghim cho mình nha. Cái cây này nó cũng chín mười với cái cây kêu cái càng green bên đây theo quý khách ha, là cái lắp nó hơi ngắn đó, tum rời nha, tum rời luôn 209, công tắc thì bắt ở đây nè.
Đó, đây em có thể so sánh cái lắp cho quý khách xem. Cái này có thể nói là hai tay cầm, chứ em xin lỗi, ở đây một tay cầm ha, và ở đây một tay cầm cho mình luôn, là hai tay cầm, dây đeo để ở đây và ga lên là ở đây ha. Chạy những cái dòng như này chạy rất là khỏe nha quý khách ha. Em bao quý khách là chạy khỏe, chạy đời đời. Nhớ là 1 lít xăng là 40cc nhớt cho em, hoặc là 4 nắp nhớt. 4 nắp nhớt là cái nắp bình nhớt hai thì của mình, chứ không phải là bình nắp xăng này nha. Nhiều quý khách nó nói 4 nắp nhớt cứ lấy cái nắp bình xăng ra là sai. Nghe quý khách ha. Nắp của cái bình nhớt hai thì á. Rồi, cái cây này là N6 nha, N6 của em qua N7. N7 là T100. Yamaha Yama. Đó. 130 chứ tay 130, cái này em đã lên chế 260 nhảy nổ rồi đây. Đây T130, cái này là đấu bình xịt thoải mái của nhà máy luôn nha quý khách ha. Cái chân chống nè, bảo vệ bình xăng khi mình đấu bình xịt tháo này ra giùm em. Đó, lắp được, zin hết nha quý khách ha. Chạy cực kỳ khỏe luôn, máy này chạy không khỏe không lấy tiền nha quý khách ha. Công tắc nằm sau lưng. Khi mà mình nhận hàng á quý khách mà mình giật cái máy mà mình giật hoài nó không nổ thì mình nên xem lại công tắc giùm em ha. Nhiều khi quên công tắc á. Về cái giật hoài, giật cắm đầu giật hoài đó thì không biết. Rồi. N7 32 ly, cây này 1,5 triệu bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận nha. N8. N8 này là một cây Shindewa. Shindewa 24cc ha, 32 ly. Cái này là chế hai kim nhảy nổ, chế zin nha, chụp giật trợ lực hai dây thiều. Đó. Ai thích Shindewa thì lấy giùm em nha. Rất là nhẹ giật. Rồi tum liền giùm em. N8 1,6 triệu nha. À, chán tử zin cho mình luôn. Đó, cho kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên quý khách cứ an tâm nha. Đó. Công tắc nằm đây. Bình xăng zin hai kim luôn. Rất là nhạy nổ và tiết kiệm xăng cho mình, 1,6 triệu kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Rồi, N9 là 1,6 triệu ha. 24cc 32 ly. Cái này nó có cái miếng bóp cho mình luôn nè. Cái này là nó khi mà cỡ vô trong cái hông nó không bị đau. Chắn cỡ zin cho mình luôn. Thấy không quý khách ha? Lắp zin luôn nè. Đó. Ra với công tắc trên ghi đông giùm em. Tum liền nha, mà máy còn rất là sáng và đẹp. Chỉ số seri còn luôn. Đó, còn rất là trắng sáng và đẹp nha. Cái này là phần lớn phiên bản của nó quý khách. Cái này là chế zin luôn nha, chế zin cho mình luôn. Bình xăng còn rất là sáng luôn nè. Chạy rất là ổn định, khỏe luôn. N9 này 1,6 triệu bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Em bán cái này biết bao nhiêu khách này rất là ưng luôn. Rồi, em qua N10 34 ly. Cái này 1,7 triệu nha quý khách ha, chụp giật trợ lực nha. Chụp giật giãn trợ lực nè, cộng dây giật trắng tư, trắng phiếu luôn nha quý khách. Đó. Đó. Nó em quay sơ quý khách xem. Tum liền nha. Tum liền. Đây em tuốt còn sau lưng còn em nguyên luôn nè. Còn rất là trắng sáng, mới chỉ thiếu cái hộp là thôi, đúng là gan. Nó giật nhẹ thôi. Cái này chế zin nha, bình xăng trắng phiếu luôn, bình xăng zin nha quý khách ha, bình xăng lớn, bình xăng zin luôn. Giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Liên tục trợ lực hết. Kyogit Echo 265 ha. 265. Cây này á là bình xăng zin nè, vú lớn phía trước nè. Cây này em bán cho quý khách nhiêu? 1,9 triệu thôi. Luôn. Đó. Ga nè, công tắc nè, chắn cỡ zin cho mình đi theo luôn nè. Tung liền ha, 265cc luôn nha, quá bự. Cái chân chống bảo vệ bình xăng nữa nè, thấy không? Chỉ có 1,9 triệu thôi. Má mắt còn rất là đẹp. Rồi, ai chốt cái này chốt giùm em N11 nha quý khách. Rồi em qua N12. N12 này cũng là chế zin nè, chế hai kim nhảy nổ tiết kiệm xăng nè. 30, Magu 30 ha, cái cây này là 37 ly nha. 37 ly. Ra đây. Tum rời nha quý khách ha, tum rời. Công tắc em bắt ở đây nha. Tum rời cho nên là mình có thể ra ngoài phát cỏ, mình có thể đấu bình xịt, hoặc là mình gắn cái đầu bơm vô mình bơm nước. Một cái máy thường thường là nó từ hai công dụng trở lên ha. Anh nào mà cần bơm nước á thì mình có thể là đâu gắn cái đầu bơm vô, mà ở đó không có đầu bơm thì nói với em ha, em sẽ mua em gắn cho sẵn cho quý khách luôn. Cây này 2,2 triệu. N12 37 ly, 2,2 triệu, bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận ha. N13 33 ly, Mitsu 26 là dòng TL, cũng chế riêng, chế hai kim nhảy nổ cho mình luôn. Đây,
đất đây. Tôm này tôm gầy ha, tôm 260 đó mình xịt được con nào đó. Này đang vô mùa phát cỏ đi phát lúa mướn rồi đi xịt thuốc mướn rồi đúng không? Cho nên là mấy anh kiếm mấy cái dòng này xài rất là ổn định và tiết kiệm xăng xài đời đời luôn. Rồi cây này 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Rồi em qua N14, N14 là cây cuối cùng rất là hot hết ha. Tất cả ghiên hết, đó ghiên hết ha, chạy cực kỳ bốc. Đặc biệt cái bô của nào quý khách, nó đưa ra ngoài luôn nè. Nghe rất là lã luôn ha. Đó, cái cây này 2,2 triệu ha. 35 ly. Kawasaki TG28 ha. Tôm gầy nữa nè. Trắng cỏ mới luôn cho mình. Công tắc nằm đây. 2,2 triệu. Giá hôm nay quá trời mềm xèo luôn nha. Bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận. Cây cuối cùng là cây cưa. Cưa này cưa G3,5 nha quý khách ha. G3,5. Cây này á là 2,4 triệu. 2,4 triệu ngay khi mà nãy em ở đây là làm đó. Đó. Cái này tầm 2 tấc nha, làm nó 2 tấc. Gin hết cho quý khách ha, chạy cực kỳ. Này gọi là xài gia đình đó. Xài gia đình ha. Chạy cực kỳ bền, cái này chạy lực nữa nè. Nó cũng giật nhẹ nữa nè, cũng đắt nằm đây. Nghe quý khách. 2,4 triệu N15. N15. Đó. Rồi ai chốt cây cưa thì em bóc giùm em thôi ha. Rồi bây giờ em lai xong rồi, quý khách cần thần gì thì em bóc cho em. Bên em có phân phối sỉ và lẻ các loại máy nghe, dọn rồi chưa dọn rồi luôn nè. Đó, ai thích gì thì em bóc cho em luôn ha. Hôm nay em lên lô N. Rồi xin chào và hẹn quý khách ngày mai gặp lại. Chào tạm biệt.